chuyển UST từ ví Terra Station sang sàn Binance. Truy cập vào sàn Binance, chọn vào nạp. Tại ô tìm kiếm, nhập UST để lấy địa chỉ ví. Chọn vào UST Terra. Chọn mạng lưới là Terra. Sao chép địa chỉ ví Terra. Mở ví Terra Station. Chọn vào UST. Dán địa chỉ vừa copy bên sàn Binance. Nhập số lượng vào ô amount hoặc là chọn vào số lượng để chọn tất cả. Trở lại sàn Binance, chọn vào ô memo để copy mã memo. Sang ví Terra Station, dán memo vào ô memo option. Kiểm tra lại chính xác địa chỉ ví và mã memo. Chọn vào like. Phí gas có thể điều chỉnh là UST hoặc Lula. Chọn confirm. Xác nhận. Ok. Trở lại sàn Binance và kiểm tra. Quý vị sẽ thấy UST đang được mạng lưới xác nhận. Rồi, bao giờ hiện từ commit là đã thành công. Quý vị chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký theo đường link và mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Xin cảm ơn.